Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh lây lan trong khu phong tỏa làm số F0 tăng cao. F0 không triệu chứng chuyển thành nặng chỉ trong vài giờ. Nghệ An phong tỏa tạm thời bệnh viện sau khi phát hiện 2 nhân viên nhiễm COVID-19. Gần 200 y bác sĩ 6 viện ở Hà Nội tiếp sức thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận định, thực tế cho thấy có sự lây lan trong khu phong tỏa, làm số F0 tăng lên nhiều lần so với số F0 có sẵn trong khu phong tỏa khi vừa được phát hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa ký ban hành văn bản về việc tăng cường các biện pháp quản lý các khu phong tỏa trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận định, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm đang ở mức cao. Đa số ca nhiễm mới được ghi nhận tại các khu phong tỏa cho thấy việc quản lý chưa chặt chẽ và hiệu quả. Thực tế cho thấy có sự lây lan trong khu phong tỏa làm số F0 tăng lên nhiều lần so với số F0 có sẵn trong khu phong tỏa khi vừa được phát hiện, văn bản nêu rõ. Để giảm nhanh số F0 mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tăng cường một số biện pháp quản lý các khu phong tỏa trên địa bàn. Trong đó, việc xác định phạm vi khu vực phong tỏa sẽ dựa trên cơ sở đánh giá vị trí, diện tích, số ca nhiễm và các yếu tố nguy cơ dịch tễ. Các địa phương xác định phạm vi phong tỏa phù hợp, không quá hẹp để bỏ sót trường hợp F0, F1, nhưng cũng không quá rộng, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Để nhanh chóng làm sạch, làm xanh khu phong tỏa, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lực lượng y tế nhanh chóng xét nghiệm và đưa tất cả F0, F1 ra khỏi khu phong tỏa, đến các cơ sở cách ly. Những người đủ điều kiện sẽ được áp dụng biện pháp cách ly tại nhà. Khu phong tỏa sẽ được giải tỏa từng phần theo phân loại nhóm nguy cơ. Khu vực có nguy cơ thấp sẽ được giải tỏa nếu không phát hiện F0 mới sau khi xét nghiệm lại trong 5 ngày. Khu vực nguy cơ vừa được giải tỏa nếu không phát hiện F0 mới sau khi xét nghiệm lần 2 trong 5 ngày. Khu vực nguy cơ rất cao được giải tỏa nếu không phát hiện F0 mới sau khi xét nghiệm lần 3 sau 5 ngày. Tại các khu phong tỏa, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu địa phương thành lập tổ công tác quản lý khu phong tỏa. Tổ này sẽ tiếp nhận đầy đủ thông tin các hộ dân, lập danh sách người có mặt thực tế trong khu phong tỏa. Tổ quản lý cũng chịu trách nhiệm đi chợ thay, tiếp nhận nhu yếu phẩm từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ để điều phối, cung cấp cho các cán bộ bên trong khu phong tỏa. Lực lượng quân đội, công an thường xuyên tổ chức tuần tra, giám sát việc đảm bảo giãn cách của từng người. Từ ngày 26 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn gửi các sở, ngành và chính quyền địa phương về việc tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, trừ một số trường hợp được quy định. Sáng ngày 27 tháng 7, Bộ Y tế tiếp tục công bố có 1.849 bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, địa phương này đã có 68.271 người nhiễm SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế công bố, cao nhất trong số các tỉnh, thành. Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định với biến chủng Delta, có những bệnh nhân COVID-19 từ không triệu chứng chuyển thành nặng chỉ trong vài giờ, gây nhiều khó khăn cho ngành y tế. Điều này đòi hỏi việc theo dõi, chăm sóc bệnh nhân không triệu chứng hết sức quan trọng. Đặc biệt ở các cơ sở thuộc tầng 1, tầng 2 trong mô hình tháp 5 tầng, ông Sơn chia sẻ với báo chí chiều ngày 26 tháng 7. Thời gian qua, mạng xã hội chia sẻ thông tin một vài F0 trở nặng quá nhanh, không kịp đưa đi bệnh viện, tử vong tại nhà. Ông Sơn cho biết, thật sự rất đau lòng. Điều này đòi hỏi ngành y tế phải tăng cường truyền thông, giúp người bệnh phát hiện sớm các triệu chứng khó chịu. Khi ấy, quan trọng nhất là khả năng đáp ứng của ngành y tế, phải có người tư vấn, thăm khám, phải chuyển ngay đến cơ sở y tế. Thời gian tới, hệ thống này sẽ hoạt động đồng bộ hơn, hy vọng người dân được chăm sóc tốt hơn, tránh những trường hợp chuyển nặng đáng tiếc, ông Sơn nói. Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu một số hãng taxi vào cuộc, sử dụng như lực lượng vận chuyển thêm, đến những nơi phong tỏa, những nơi có F0 tại nhà. Theo ông Sơn,
Thuận lợi hiện nay là tất cả các F1 cách ly tại nhà, các cơ sở cách ly tập trung, quận, huyện có thể tăng công suất tiếp nhận F0. Theo tiêu chuẩn mới của Bộ Y tế, F0 cũng được rút ngắn thời gian điều trị, cho ra viện sớm. Một số loại thuốc trước khi sử dụng ở giai đoạn muộn hơn, giờ khuyến cáo sử dụng sớm như thuốc kháng đông. Ông Sơn nói, bên cạnh những loại thuốc như kháng sinh, kháng nấm, hệ thống lọc máu liên tục, các hệ thống hỗ trợ, hồi sức cũng được đưa vào sử dụng sớm cho người bệnh. Ông Sơn nhận định, dịch ở thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến hết sức phức tạp. Với những biện pháp giãn cách đang áp dụng, thành phố sẽ được dập dịch. Tuy nhiên, thời gian giãn cách kéo dài thế nào còn phụ thuộc vào sự chấp hành của người dân, kiểm soát của chính quyền, tham gia của hệ thống y tế. Nếu đáp ứng tốt, hy vọng 2 tuần tới cơ bản có thể kiểm soát được dịch, ông Sơn kỳ vọng. Bộ Y tế đang tiếp tục điều động nhân lực từ các địa phương chưa có dịch nặng trên toàn quốc, các bệnh viện tuyến trung ương chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh. Tối 24 tháng 7, Thứ trưởng Sơn với tư cách là trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, gửi thư kêu gọi tất cả lực lượng ngành y tham gia chống dịch. Đến ngày 26 tháng 7, có hơn 2.000 người tình nguyện đăng ký tham gia. Hy vọng thời gian tới số lượng đăng ký sẽ tăng hơn nữa, ông Sơn nói và cho biết sẽ hợp tác Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng các chương trình, sử dụng nguồn lực này một cách có hiệu quả cao nhất, với mục tiêu cao nhất là chữa khỏi, đem lại sự an toàn cho người bệnh. Theo thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số bệnh nhân không triệu chứng và nhẹ chiếm khoảng 80% tổng số mắc COVID-19. Với mô hình tháp 5 tầng vừa triển khai, số F0 không triệu chứng điều trị tại các khu cách ly quận, huyện và thành phố Thủ Đức thuộc tầng 1 dự kiến tiếp nhận 50% F0, tầng 2 27% F0 điều trị bệnh nhân có triệu chứng và bệnh lý nền kèm theo tại các bệnh viện dã chiến, tầng 3 là 10% F0 điều trị các ca có triệu chứng, tầng 4 là 8% F0 gồm các bệnh viện điều trị có người bệnh lý đi kèm nặng cần can thiệp điều trị chuyên khoa. Tầng 5 là bệnh viện hồi sức COVID-19 5% F0. Ngay sau khi phát hiện có 2 nhân viên dương tính khi thực hiện test nhanh COVID-19, một bệnh viện ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã tạm thời phong tỏa để chống dịch. Tin từ ngành y tế Nghệ An, ngay sau khi phát hiện có 2 nhân viên y tế dương tính khi lực lượng thực hiện test nhanh COVID-19, bệnh viện DK Minh An, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã được yêu cầu tạm thời phong tỏa để triển khai phòng chống dịch. Cơ quan chức năng đã tiến hành phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể nhân viên, bệnh nhân và người nhà. Cụ thể, 2 trường hợp nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2. 1. Bệnh nhân TTT, nữ sinh năm 1993, nghề nghiệp là điều dưỡng, địa chỉ tại xóm Tân Thắng, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân làm việc tại Bệnh viện DK Minh An, ngày 21 tháng 7 được phân công tăng cường công tác lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2. Trong ca trực có bệnh nhân LVC, test nhanh dương tính và được CDC xét nghiệm khẳng định, dương tính ngày 22 tháng 7. Ngày 26 tháng 7, bệnh nhân TTT được lấy mẫu làm test nhanh, định kỳ và cho kết quả 2 lần dương tính. 5 ngày là một lần và lần trước liền kề có kết quả âm tính. Ngay sau đó thì bệnh nhân đã được cách ly tại Bệnh viện DK Minh An và được Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu lấy mẫu chuyển CDC xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. 2. Bệnh nhân NTH, nữ sinh năm 1989, người nghiệp là điều dưỡng, địa chỉ tại xóm 11, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân làm việc tại Bệnh viện DK Minh An. Ngày 21 tháng 7 tham gia trực thu nhân của khách test nhanh COVID-19 tại cổng bệnh viện. Trong ca trực có bệnh nhân LVC, test nhanh dương tính và đã được CDC xét nghiệm, khẳng định và dương tính ngày 22 tháng 7. Ngày 26 tháng 7, bệnh nhân NTH được lấy mẫu test nhanh, định kỳ và cho kết quả 2 lần dương tính. 5 ngày được làm 1 lần và lần trước liền kề có kết quả âm tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện DK Minh An và được Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu lấy mẫu chuyển CDC xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Tiền sử là ngày 21 tháng 6, bệnh nhân đã được tiêm một mũi vaccine AstraZeneca phòng COVID-19. Ngay trong đêm 26 tháng 7, đội phản ứng nhanh của CDC Nghệ An và Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu đã và đang thực hiện điều tra, truy vết, lấy mẫu các trường hợp F1, F2 của 2 ca bệnh. Được biết là trong thời gian qua, Bệnh viện DK Minh An thường xuyên thực hiện test nhanh COVID-19 cho các lái xe đường dài khi đi ngang địa bàn huyện Quỳnh Lưu, trong số đó đã phát hiện một số lái xe đường dài dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Đình Trình, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cùng đoàn công tác đang họp khẩn với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Quỳnh Lưu để đưa ra các giải pháp chống dịch khẩn cấp.
gần 200 y bác sĩ 6 viện ở Hà Nội tiếp sức thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 y bác sĩ kỹ thuật viên 6 viện bao gồm E, Nội tiết Trung ương, Nhi Trung ương, Da liễu Trung ương, Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Hữu Nghị trong 2 ngày 26 đến 27 tháng 7 lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh tiếp sức. Bác sĩ Trần Nam Trung, Phó trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện E, xếp vài bộ blue trắng và vài cuốn sách chuyên ngành y, ống nghe, khẩu trang vào túi, nói rằng ông sẵn sàng vào thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng nghiệp. 45 y bác sĩ gồm 15 bác sĩ và 30 điều dưỡng Bệnh viện E, ngày 27 tháng 7 lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, họ sẽ tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến quận 9. Họ hiện công tác tại nhiều khoa như là tim mạch, gây mê hồi sức tích cực ngoại tim mạch, phẫu thuật cột sống hô hấp, cơ xương khớp, tiêu hóa, gan mật, thận tiết niệu và lọc máu, thần kinh, tai mũi họng, dị ứng, miễn dịch và lâm sàng. Thực tế nơi tuyến đầu chống dịch sẽ giúp chúng tôi thêm kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc, điều trị COVID-19. Bác sĩ Trung nói và cho rằng đây sẽ là một trải nghiệm khó quên. Bác sĩ Phan Thảo Nguyên, trưởng khoa nội tim mạch người lớn, trung tâm tim mạch cho biết, ngay khi nhận được thông tin bệnh viện sẽ chi viện thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, 200 y bác sĩ đã tình nguyện đăng ký tham gia, trong đó có rất nhiều người trẻ. Nhóm y bác sĩ có nhiều thế mạnh về chuyên ngành mũi nhọn, chắc chắn sẽ điều trị khỏi được nhiều bệnh nhân COVID-19, bác sĩ Nguyên tin tưởng. 15 thầy thuốc của Bệnh viện Nhi Trung ương gồm 5 bác sĩ và 10 điều dưỡng viên chuyên ngành cấp cứu, hồi sức tích cực lên đường vào miền Nam tối ngày 26 tháng 7. Đây là đội quân tinh nhuệ của bệnh viện, đều đã được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 từ 2 tuần trước. Trước đó, thì Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức tập huấn hướng dẫn các quy định về chuyên môn, quy trình kỹ thuật phòng chống dịch và phòng chống lây nhiễm cho nhân viên y tế. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, theo phân công, nhóm công tác sẽ vào tiếp sức điều trị bệnh nhân ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường, đặt tại Bệnh viện Ung biếu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2. Cùng ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương cử 17 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và trang thiết bị vật tư vào thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Dự, Phó trưởng khoa phụ trách khoa gây mê hồi sức, một thành viên trong đoàn cho biết, sẽ tuân thủ tuyệt đối sự điều động của Bộ Y tế, làm tốt công tác chuyên môn, hỗ trợ tối đa cho địa phương. Tại Bệnh viện Hữu Nghị, 35 bác sĩ điều dưỡng thuộc các chuyên khoa cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc, bệnh nhiệt đới, hô hấp và dị ứng, chẩn đoán hình ảnh, thần kinh, chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn nhận nhiệm vụ chi viện Bệnh viện Hồi sức COVID-19, 1.000 giường. Chiều 26 tháng 7, 33 bác sĩ điều dưỡng và kỹ thuật viên của 16 đơn vị thuộc Bệnh viện Phụ sản Trung ương và 33 bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật của Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng xuất quân lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả nhân viên y tế tham gia chi viện thành phố Hồ Chí Minh đều đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính. Theo Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 26 tháng 7, sau 2 ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, gửi thư hiệu triệu toàn bộ lực lượng ngành y trong và ngoài nước tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Đã có hơn 2.000 lượt người đăng ký, trong đó có gần 1.900 tình nguyện viên ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, 200 người ở các tỉnh khác. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Trung ương chi viện 12.000 nhân sự y tế để tham gia chống dịch. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.